không có thể kịp, tại vì nó sanh quá lẹ mà lại chết cũng quá nhanh, thành ra mình nó có phòng ngừa rồi nhưng mà phòng ngừa không kịp đó, cái khí độc nó phát sanh ra, cái độc khí đó. Rồi đến cái phần mà giải quay về cái độc khí của trái đất đã xanh nha. Hiện tại bây giờ thì nó có nhiều clip mà nói ở cái Hắc Long Giang của Trung Quốc đó, nó có nhiệt độ ban ngày nó lên tới 74 độ. Vậy 74 độ C nha, 74. hả? Dạ. Em muốn đổ thì chết hết trơn Làm luôn nước gần sôi. chứ Có còn sao nhiều được. cái cầu đó nó bị bung sắt nó nở đó cháu. Nó bung 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 cái nhựa lên, Bung nhựa luôn bung nhựa là lên cái luôn. Cái thứ hai là da của mình đó, nó nổi lên mẩn ngứa. Ngứa nha, ngứa ngáy. Khí độc mà nó xâm nhập cho cơ thể, cái phổi mà nó phát sinh thì da của mình nó nổi nhiều cái đốm đốm đốm, mà có đốm màu nâu màu tím mới độc, có đốm màu màu đỏ màu vàng chưa độc, màu nâu màu tím tức là máu nó không còn đỏ nữa, nó không còn mà vận chuyển trong cái cơ thể nữa, nó mới xanh ra cái màu tím màu nâu. Lúc đó là chết tại chỗ. Rồi còn có một cái thời gian nữa, khi mà nguyên tử mà nó nổ dây chuyền rồi đó, nó nổ kiểu như là nước nào nó cũng bung lên, như mình sát Trung Quốc quá nè, Trung Quốc mà nó chịu Phật và Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng cháu hội đủ nhân duyên cũng có ghé thăm chú Tư. Thì hôm nay chúng cháu mạn phép được hỏi chú Tư đôi điều về Phật pháp để cho bà con hiểu biết rằng để tu hành. Thì hôm nay chú cũng nghe mạng cộng đồng cũng xôn xao về cái việc cũng như chiến tranh của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Thì các chú các bác cũng có đề cập về cái vụ mà khí độc. Thì xin chú Tư cũng diễn giải dùm qua cái việc khí độc là nơi đâu xuất phát ra khí độc để tránh như thế nào và mình tu như thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Về cái câu hỏi này thì tôi cũng xin tóm tắt để mà trả lời chú về cái vấn đề mà khí độc này. Nhưng mà trước tiên thì mình nói sơ qua về cái Biển Đông dậy sóng, mà ở trong giảng thầy cũng như là trong cái Bửu Sơn Kỳ Hương hay là bên cái sám giảng tràng trình cũng có nói, chừng nào sóng dậy Biển Đông đó, thì cái cuộc đời nó sẽ hết. Như vậy thì cái Biển Đông là một cái chỗ nơi để mà hội tụ tất cả những cái vật chất quý báu vô cùng, như cái bờ biển của Việt Nam chúng ta, ở hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nó có những cái mỏ dầu rất là lớn và cái mỏ khí đốt rất là dồi dào, mà có thể nó xài cỡ vài mươi năm cũng chưa có thấm tháp gì hết. Cho nên tất cả các cái nước mà nó có cái mầm mống để mà nó thôn tính đó, thì nó đã sử dụng cái lối mà chiếm những cái đảo, chiếm những cái chỗ ven bờ đảo này trước, rồi bắt đầu nó mới đánh lấy. Thì chúng ta có hai cái quần đảo mà lớn là cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1973 và 74 thì khi mà nước Việt Nam Cộng Hòa còn cái nước nước chưa có được giải phóng, thì bên Trung Quốc, có phía Trung Quốc nó có đem hải quân qua, nó dây quánh ở cái đảo Hoàng Sa trước. Và cái cơ cuộc đó thì nó làm cho cái màn màn trời chiếu đất của cái cảnh ở Hoàng Sa Trường Sa nó không có được mà êm đẹp. Và hai cái tàu lớn của quân đội Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa đó cũng có ra để mà tiếp cứu giải dây những cái đảo mà nó, tức là cái đảo Phú Lâm đó bị đánh. Thì cái công cuộc đó nó tạo nên một cái sự mà giúp phải cái sự mà chống đối quá mãnh liệt của quân Trung Quốc, cho nên mà tàu bè hải quân của bên Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó không có chống cự nổi, do đó phải thất thủ. Thì cái công cuộc đó nó mới tạo ra cái sự mà giành giật cái Biển Đông để mà tạo một cái mầm mống
thôn tính sau này của người Trung Quốc. Đến cái đảo ở phía nam của ngang ngang với Cà Mau, Bạc Liêu để mà đi ra ngoài đó thì có cái đảo đó gọi đảo Trường Sa. À, cái đảo Trường Sa đó là nó gồm có nhiều cái quần đảo nhỏ để mà hội tụ lại gọi là Trường Sa. À, trên cái đảo Trường Sa đó nó kết tụ được rất là nhiều cái mỏ dầu, rồi cái mỏ khí đốt mà hiện tại bây giờ mình đã có lấy lên được để mà phát xuất về cho đất liền để mà xài cái khí đốt đó. Rồi cái mỏ mà hiện tại bây giờ Việt Nam vẫn còn lưu giữ được khai thác đó là cái mỏ Bạch Hổ. À, những cái mỏ đó là nó tạo cho cái bầu nhiệt huyết của tất cả con dân của Việt Nam có một cái niềm tin vững chắc là Việt Nam có dự đạo để mà tạo cái hình ảnh tốt cho đất nước. Nhưng vì cái manh nha, cái hành động của cái người Trung Quốc nó quá lớn, cho đó là nó đánh đuổi hải quân của dân tộc Việt Nam mình. Có cái đảo mà quân đội về nói rằng nó đã chiếm rồi, nó bắt sống hết một số người giữ đảo đó, tức là cỡ khoảng 4-5 người vậy đó. Cái khu vực mà nó chiếm đảo đó thì nó có chứa nhiều cái quặng rất là quý báu mà Việt Nam cũng ra sức để mà gìn giữ nhưng mà chưa có được, hoàn mỹ lắm. À, thì gần đây mình có phát hiện những cái clip mà trên mạng của ngoại quốc có nói là ở ngoài đó có những cái đảo quý về cái chất liệu để mà nó tạo nên cái khí đốt cho đất liền trong này xài rất là tốt. Bây giờ thì cái khí đốt mà coi như là nó là một cái nhiên liệu cũng như là khí mà nó quá lỏng để mà nó tạo cái chất mà cho mấy cái bình ga rồi để sử dụng đó. Thì rất là nhiều gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long bây giờ cũng không có xài củi đốt gì nhiều. Bây giờ xài ga để mà ổn định cái vấn đề củi đốt mưa gió này nọ. À, thành ra cái việc mà khai thác về cái mỏ khí để mà nó tạo cái nguồn cung ứng cho dân dụng xài trong hàng ngày, về cái vấn đề nấu ăn rồi sưởi ấm hay gì đó, thì cái phần đó các cái nhà khoa học người ta rành hơn mình nhiều lắm. Còn về cái sự mà xô xát ở tại Biển Đông thì nó có, tại vì nó có cái mỏ quý thì dĩ nhiên là nó phải giành giật rồi đó. Mà những cái chất mà quý báu hơn nữa thì mình không có rành lắm, tại vì mấy cái phần đó thì nó thuộc về cũng như là cái chất liệu của cái mỏ, dầu mỏ nó quý báu hoặc là cái gì đó nó còn quý hơn cả dầu mỏ nữa, thì cái chất đó mình không có biết hết được. À, đây chúng tôi chỉ kể sơ qua về những cái, nhất là cái trữ lượng dầu mỏ của thềm lục địa của Việt Nam ở ngoài biển Thái Bình Dương đó. À, cái phần đó rất là sâu, rất là cặn kẽ về cái vấn đề mà các cái mỏ, các cái nhà thám hiểm người ta đã dùng cái vệ tinh đó để mà ta quay lại cái thềm lục địa của Việt Nam, thì người ta cho biết rằng trong cái thềm lục địa của Việt Nam nó có nhiều cái trữ lượng dầu mỏ rất là lớn, mà có thể nói là chừng 100 năm sau vẫn còn tái diễn, vẫn còn cũng như là lấy được mà vẫn xài không hết. Đây là cái điều vô cùng mừng rỡ, mà mình mừng rỡ nhưng mà các nước khác lại nó có cái tâm ý là muốn chiếm đoạt để mà nó sử dụng cái chuyện đó, thì cái việc này nó tạo mình thì có cái của mà người khác thì muốn dòm ngó, thì cái chuyện đó là mình phải giữ rồi. Dạ. Dạ thì kính thưa chú Tư, thì cảm ơn chú Tư đã vừa qua cũng chia sẻ về tình hình Biển Đông. Dạ thì xin chú Tư cũng cho biết thì bà con mình phải nên tu hành, phải nên như thế nào để cho nó hợp với cái thời kỳ này. Và cũng hỏi về chú Tư cũng nêu sâu sắc về khí độc dùm cho con. Thì bà con cũng đang dòm ngó về cái phần đó chú Tư.
cái vấn đề khí độc hiện tại bây giờ nó là một cái đề tài vô cùng sâu sắc và mới mẻ mà tất cả các nước ở trên thế giới đang như là đang tìm cách để mà chống chịu lại với cái khí độc của hiện tại bây giờ. Những cái độc khí mà nó xâm nhập, nó phát xuất từ ở những cái vùng mà đã có những dịch bệnh hay là lũ lụt nó vừa qua, nó tạo cái nền không khí ô nhiễm quá nặng nề, không có thể nào mình mà xông rửa để cho nó rửa ra trôi hết tất cả những cái chất mà dơ bẩn đó, nó tạo trên cái mặt địa cầu đó, nó tạo những cái khí độc đó. Thì cái phần đó nó liên hệ tới cái vấn đề lũ lụt của toàn thế giới, của toàn nước nào bây giờ mình mở mạng là mình coi, là mở tivi lên coi thì chỗ nào cũng nói là nước ngập, nước lụt đó. Bây giờ bên Ý, bên Mỹ thì cháy rừng, rồi còn các nước khác, Nhật Bản thì có những cái trận mà cái bọn núi lửa phun đó. Rồi các nước khác thì nhiều nước ở châu Âu nữa đang bị mưa rất là lớn, như nước Ý rồi bệnh đó. À, một tấc vuông vậy là nó cho biết rằng nó tới cả 100 mm cái số nước mà nó nước mưa mà nó đựng chứa, nhưng mà thì cái trận mưa đó mà nó rất là lớn đó. Nó hàng trăm mm, 200-300 mm đó. Cái số đó nó làm cho nước tràn lan ở trong cái khí quyển của mình, nó làm cho cái cơ cấu mà tạo cái vùng đất đai không có được tốt đẹp nữa. Nó tạo cái ô nhiễm không khí rất là nặng. Từ đó nó mới phát sinh ra cái khí độc. Đó nó mới sinh ra cái vấn đề ôn dịch, hoặc là cái bệnh dịch mà thời khí, mà do nó cái sự độc địa của cái hóa chất vậy đó, nó còn tồn tại trong mặt đất đó, nó sinh ra. Nào là chúng ta xịt thuốc sâu rồi xịt tất cả mọi cái hóa chất mà để mà tiêu diệt côn trùng ở mặt đất, mà trị qua về lúa này kia xử lý mấy cái hầm hố rồi đó, thì vấn đề đó nó mới tạo nên cái nguồn của chất độc, cái nguồn chất độc nhất là về lúa thóc, họ sử dụng cái hóa chất quá nhiều đó. Còn những cái vùng nào mà sử dụng ít cái hóa chất thì họ sử dụng cái hệ thống của cái năng lượng sinh học đó, thì nó lại ít cái ô nhiễm hơn về cái phần khí để mà nó tạo nên cái chất độc hại để mà nó giết con người. À, ở Trung Quốc vừa đây thì tôi cũng mới có nghe được một số anh em đồng đạo huynh đệ mà có nói ở Vũ Hán của Trung Quốc nó tái sinh trở lại bệnh về vấn đề những cái con biến thể mới mà nó sinh, chứ không phải con biến thể mà cũ là con COVID-19, không phải. À, con có cái tên mới đó. Tên mới ha. Ừ. Thì ở đó hiện tại bây giờ rất là nặng. À, do đó mà mình phải cẩn thận vấn đề mà hiện tại bây giờ thì người ta rất là sợ cái diễn biến của cái chết chóc của cái con virus mới này. Rất là nhanh lẹ, rất là mau lẹ mà mình trở tay không kịp. À. Cho nên cái vấn đề này thì nó tạo nên cái sự lo lắng cho tất cả mọi người trong thế giới nè, cộng trong cộng đồng á. Dạ. Không có cách nào để trị, hiện tại mình không có thuốc để trị đó, không có trị nó được, mà chỉ nhờ vào cái vaccine, mà cái vaccine thì nó chỉ có mấy tháng là nó hết cái hiệu lực rồi, nó giữ được. Ừ, chứ nó không có lâu dài được, nó không có quá một năm, nó còn khoảng năm hoặc sáu tháng. Dạ. À. Dạ thì theo như thông tin của con cũng quen với nước ngoài nhiều đó chú Tư. Dạ. Thì nước ngoài có nói với con là hiện giờ ngoài là chích tới cái mũi năm. À, mũi năm là hả? Cái mũi 4 là nó đúng ra là 4 mũi, à mũi 5 là kêu bằng là cái mũi bổ sung. Nhưng mà người ta vẫn chết nhóc hết chưa? Không thể nào mà tránh khỏi. Cái số mà chết về cái COVID này nó quá nhiều nước bị hiện tại bây giờ. Có nhiều người đã bị lại tới lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4. Tức là trong 2-3 năm nay đó. Dạ. Cỡ khoảng 3 năm nay. Thì nó tái lại là thứ 4, thứ 5. Đó. Chích mũi 4, mũi 5 đó là đúng đó. Đúng theo cái chiến dịch để mà mình phòng ngừa đó. Dạ. Nhưng mà phòng ngừa cũng không có thể kịp. Tại vì nó sanh quá lẹ mà lại chết cũng quá nhanh. Thành ra mình đã có phòng ngừa rồi nhưng mà phòng ngừa không kịp đó. Dạ. Cái khí độc nó phát sinh ra, cái độc khí. Đó. Rồi đến cái phần mà giải qua về cái độc khí của
trái đất đã xanh nha. Hiện tại bây giờ thì nó có nhiều clip mà nói ở cái Hắc Long Giang của Trung Quốc đó, nó có nhiệt độ ban ngày nó lên tới 74 độ. Ồ, 74 độ C nha. Dạ. 74 độ là chết hết trơn. Nước gần sôi. Có nhiều cái cầu đó nó bị bung sắt nó nở đó cháu. Dạ. Nó bung cái nhựa lên. Bung nhựa lên luôn. Ừ. 74 độ là cháu không tưởng tượng được sức nóng của cái quả địa cầu này. Cái đất này. Còn đất là các nước bây giờ bên châu Âu hoặc là châu Mỹ rồi nó lên tới 50 mấy độ là thường. 50 mấy độ. Là họ chỉ vô bên trong bệnh viện đó họ mở máy lạnh rồi họ thở cái oxy để mà tiếp trợ thôi chứ còn không có cách nào được. Dạ. Như ở Hắc Long Giang ở cách Vĩnh Tân đó làm sao mà cháu đo được. Nó tới 74 độ. Người ta chết liệt địa. Ừ. Cái thứ đó đó. Nước sôi luôn. Ờ. Nước nó gần như muốn sôi rồi, 74 độ, nó gần muốn sôi. Dạ thì cảm ơn chú Tư vừa qua đã giải trình những cái câu nghe cũng rất là hay để bổ ích cho bà con trên cộng đồng mạng để tu hành. Thì được phép chúng cháu được hỏi thêm, đó là cái bài là Tam Châu Ngũ Ngạn Lỵ Nhỏ Xa, Thập Bát Chư Bang Động Can Qua, Dương Gian Mãnh Thú Trừ Tà Ác, Di Đảng Dọc An An Cấp Ma Ha. Thì cái câu này thì cho chúng cháu xin hỏi là câu của giảng thầy, đó là bài Lỵ Tam Châu. Thì tại sao mà chú giải dùm cho bà con biết được nhiều cái rút mắt của trong cái bài Lỵ Tam Châu, dạ Nam Mô Di Đà Phật. Về cái bài Lỵ Tam Châu thì nó có hai phần để giảng giải cho cô bác bà con cũng như lựa chọn cái phần nào mà nó thích hợp với cái ý nghĩ của mình đó. Yeah. Mình cái Tam Châu là Châu Đốc, Châu Giang, Châu Phong. Yeah. Nó là cái Tam Giang, khi mà nó hiệp lại cái đó là cái ngã ba sông lớn từ cái sông Cửu Long mà đi xuống nó nghè rẽ qua bên cái sông Hậu Giang đó, gọi là Hậu Giang. Tới Châu Đốc nó mới tẻ ra một cái đường đi vô trong Vĩnh Tế qua Hà Tiên và một cái đường đi xuống dưới Long Xuyên. Một cái đường chạy ngược lên An Phú qua tới Long Bình rồi trở ngược lên trở lại bên cái sông Cửu Long. Tam Châu Hữu Ngạn Lỵ Nhỏ Xa. Thì bây giờ mình nếu mà mình đứng về cái mặt tay trái để mà nhìn vô cái Châu Đốc đó, thì nó là Hữu Ngạn. Hữu Ngạn là bên phải hả? Bên phải. Hữu Ngạn là có bên phải. Còn mình đứng đặt ngược lại để mà mình nhìn vào cái dòng sông Cửu Long á với cái hai bên cái nhánh của cái ngã ba giáp Châu Đốc á. Thì cái lúc đó là nó là làm bên Hữu Ngạn. Bên Tả Ngạn, Tả Ngạn thì nó thuộc về chạy về bên Hà Tiên. Còn cái Hữu Ngạn nó chạy xuống Long Xuyên. Lỵ Nhỏ Xa là chắc nước mắt chảy. Oh. Lỵ Nhỏ Xa là nước mắt chảy. Nhưng mà cái màn này chưa tới đâu cháu ơi, chưa tới. Là nói là chỗ đó là sẽ xảy ra chuyện gì đấy. Thấy là cái chuyện đó Thập Bát Chư Bang Động Can Qua là tới 18 nước nó qua thì cái chuyện đó nó mới xảy ra được. Cái chuyện đó xảy ra cái lúc 18 nước qua. Cái lúc mà cháu thấy là Lộ Văn Giáo máu tràn như sông đó, đó cái lúc đó cháu thấy rằng cái cơ cuộc đã tới, nó chứ bây giờ chưa đâu, chưa xảy ra. Còn một cái Tam Châu lớn nữa của cái địa cầu chúng ta là Châu Á, Châu Phi và Châu Âu. Cái chỗ đó là cái chỗ của Trung Đông á, Afghanistan rồi. Có một cái dòng sông rất là lớn mà cái chỗ đó là hôm nay nước mắt chảy không biết bao nhiêu mà nói rồi. Ở chiến tranh ở Trung Đông đó. Tại vì các cái nước mà Trung Quốc nó có một cái đường tơ lụa cắt ngang qua cái dòng sông đó để mà nó chuyển đồ quần áo tơ lụa về bên cái với châu Âu Trung Đông vậy. Đó là cái Tam Châu lớn, mà cái Tam Châu lớn đã xảy ra 2-3 lần rồi. Về cái Lỵ Nhỏ Xa này nước mắt đã chảy ra 2-3 lần rồi, chưa có đến cái lúc mà hình thành một cái cơ cuộc của cái hội Long Hoa. Nếu cái hình thành cái cơ cuộc của hội Long Hoa thì phải là Tam Châu Châu Đốc nó mới đúng. Nhưng mà bây giờ thì chưa tới cái cuộc đó. Cái câu sấm giảng câu đó rất là kỳ bí, câu đó rất kỳ bí, khó mà một giảng sư nào để mà giải về vấn đề mà cho nó là thông suốt. Thầy cho biết rằng Tam Châu Hữu Ngạn Lỵ Nhỏ Xa, Thập Bát Chư Bang Động Can Qua thì cái chuyện đó nó nằm về cái địa phận của Tam Châu Việt Nam. Dạ. Chứ nó không phải là Tam Châu của thế giới kia. Tam Châu thế giới kia là đại chiến thế giới thứ hai, thứ ba, thứ nhất gì đó ha. Nó đã khóc rồi, khóc rộng rồi. Đó, Afghanistan, Pakistan rồi đó, mấy cái chỗ nó xảy ra cái cuộc chiến tranh mấy năm nay rồi.
mười mấy năm ở Trung Đông á, nó xuyên qua cái con đường tơ lụa về Trung Quốc á, nó cắt ngang qua cái Tam Châu lớn đó đó. Thầy nói là nói hai cái vấn đề nó trọng đại, nhưng mà cái vấn đề mà thuộc về cái thập bát dư ban lộng công qua thì chưa xảy ra. Cái phần đó thì tôi chỉ giải cho bao nhiêu đó thôi, không có đi sâu thêm nữa. Chờ cái cơ cuộc nó tới thì bởi vì biết. Thì chúng cháu cũng quen rất thân với chú Tư Nguyễn Lãnh. Thì chú Tư Nguyễn Lãnh cũng có nói về cái khí độc này, là khi mà khí độc này mà nó mà bay đến ai đó là người đó là có nhiều cái triệu chứng, cũng như chú Tư vừa rồi cũng nói, thì chú Tư cũng nhắc lại cái triệu chứng để cho tránh khí độc và bị hậu quả khí độc gây ra. Bây giờ nói thêm về cái phần khí độc để cho chúng ta lường trước, để mà tránh lúc nào bị, lúc nào chưa bị. Cái khí độc mà khi mà nó đến với chúng sanh á, thì nó đi đến qua hai con đường. Một là về cái lỗ mũi thở, hai là vấn đề ăn uống. Hai con đường đó. Một là mình ngửi phải cái luồng khí bên ngoài qua cái không khí, qua cái oxy đó. Và đến một cái thời kỳ mà bên sám giảng của thầy cũng như sám giảng của bên Bổ Sư Kỳ Hương có nói, cái khí độc mà khi mà chúng ta thở vô rồi thì ngã xuống là chết ngay tức khắc. Đó là một cái luồng khí rất là độc. Còn cái khí độc thứ hai nữa, do nơi cái bom nguyên tử mà khi mà các nước mà nó sâu xé mà nó không được rồi, thì nước nào nó có bom nguyên tử là nó đem ra để mà nó cấu xé nhau, nó cho tiêu diệt nhau. Bây giờ thì cháu thấy nước các nước châu Âu thì có bom nguyên tử thì cũng có, nhưng mà nó không có nhiều bằng ASO với Trung Quốc với Triều Tiên với Mỹ đâu. Cái khối NATO đó nó mới nhiều. Mà hai cái khối này thì nó đụng với ba nước kia là ba nước đó, toàn chế nguyên tử không. Mà nó không có đưa để cái tiền bạc để mà nó cung ứng cho vào dân chúng về cái đời sống được ấm no tốt đẹp đó không, mà nó chuyển qua sản xuất về cái khí giới độc. Mà một cái trái bom nguyên tử mà khi mà cháu hình thành được một trái bom nguyên tử rồi, mấy triệu đô chứ không có rẻ, không có ít tiền. Đi bao nhiêu tiền bạc không kia đã giúp cho dân nghèo. Bởi vậy biết bao nhiêu, nếu mà mấy triệu đô này giúp biết bao nhiêu người khổ cực trong cái cảnh mà lầm than đau khổ này. Rất nhiều người thiếu ăn thiếu uống. Do đó mà chúng ta thấy rằng khi mà cái khí độc mà nó lan truyền ra rồi đó, thì nó có xảy ra rất nhiều cái triệu chứng. Cái thứ nhất là cái khó thở, thở không được. Và cái thứ hai là da của mình đó, nó nổi lên mẩn ngứa. Ngứa ngáy. Khí độc mà nó xâm nhập vô cơ thể, cái phổi mà nó phát ra thì da của mình nó nổi nhiều cái đốm, mà có đốm màu nâu màu tím mới độc, có đốm màu đỏ màu vàng chưa độc. Màu nâu màu tím tức là máu nó không còn đỏ nữa, nó không còn mà vận chuyển trong cái cơ thể nữa, nó mới xanh ra cái màu tím màu nâu. Lúc đó là chết tại chỗ. Rồi còn có một cái thời gian nữa, khi mà nguyên tử mà nó nổ dây chuyền rồi đó, nó nổ kiểu như là nước nào nó cũng bung lên, như mình sát Trung Quốc quá nè. Trung Quốc mà nó chịu liền chừng vài trăm trái bom nguyên tử là mình thấy là không khi nào mình khó cái không khí để mà thở. Nó đốt cháy sạch oxy rồi. Nó đốt sạch oxy thì cháu còn thở được cái gì đâu chú nói. Cái đó là cái độc khí vô cùng độc hại. Cái ngạt không khí, nó không có cái oxy để thở. Cái đó mới là nguy hiểm. Bây giờ nếu như chúng ta biết được cái mầm mống này nó sắp xảy ra như vậy rồi, làm lành lánh dữ, tu hành niệm Phật, phải không, ăn chay đó, những cái cơ cấu này nó sẽ tạo nên cái mầm mống cho cái cơ thể của mình nó được tốt đẹp hơn, nó không bị nhiễm độc bởi cái thức ăn ở bên ngoài. Đó là một cái. Như là thứ hai là mình trồng rau, trồng cỏ, trồng cây gì, cái rau cải gì mà mình ăn được đó, mình đừng có bỏ phân hóa học nữa. Bỏ phân hóa học ít thôi, mà cái bỏ phân hữu cơ là nhiều. Để chi? Nó tạo một cái bầu không khí tốt, nó không có sanh cái chất độc, do này cái chất vô cơ mà nó sanh ra đó. Cái hữu cơ là cái loại phân mà do nó cái bóng phân chuồng, phân đồ đó, phân rác mục rồi này kia đó, mình chôn dập dưới đất á, rồi nó mục, nó sanh ra cái chất hữu cơ, nó tốt đẹp cho cây, cây trái lắm. Còn nếu như mà mình bỏ phân hóa học hoài thì cái hóa chất mà từ trong cái mỏ dầu lửa này nó tuôn ra, nó bay lên dòng khí, nó tạo những cái chất độc hại hơn. Đây là cái vấn đề mà trồng trọt về cái hữu cơ và cái vô cơ. Rất,
rất là nguy hiểm á. Rất là bổ ích cho bà con, đúng rồi. Như cả như để cho nên bà con chúng ta hãy ráng mình trồng cái rau cải gì hành hay gì đó, mình thấy bỏ phân chuồng. À, rau xanh hay là cây lá xanh, cây gì mà màu xanh đó, nó có cái chất diệp lục tố màu xanh đó, thì nên bầm nhỏ nhuyễn ra của mình để cho nó ủ nó hoài chừng 3-4 tháng sau bỏ vô được. Bỏ vô trong cái rau cải trên trồng á, tốt lắm. À, nói việc đời tới hay là cái việc gì đó tới thì bà con cứ yên chí đi, chừng nào nó tới thì nó tới. Nhưng mà cái mần ăn để sanh sống thì vẫn mần ăn nha. Chứ không phải là mình nói là cái chuyện nó tới là mình phải lo chuyện tới, mà cái chuyện mà mình sống hàng ngày này, ngày mai này là còn ăn nè, thì phải lo ngày mai. Nó vậy đó. Nó tới là nó phải tới. Nó tới không có cách nào mình ngăn được hết trơn. Còn mình mà ngăn sanh sống, hiện tại bây giờ phải lo cái chuyện mà ngăn sanh sống. Đó. Và cái chuyện mà cần nhất, ăn ngay ở thật, làm lành đánh giữ, niệm Phật, tu hành, đây là cái chuyện cần yếu nhất để chuyển đổi, chuyển hóa cái tâm linh bên trong. Cái tâm linh trong mà chuyển hóa được, cái đạo đức con người phát triển được, thì cái nền mà tồn tại nó mới được lâu dài, được tốt đẹp hơn. Nhất là cái trồng rau trồng cỏ bây giờ ráng sử dụng hữu cơ, nó cái phân chuồng phân rác mục rồi mình bón vào cây đó. Và ăn những cái rác hữu cơ nó rất là tốt, có lợi cho cơ thể của mình, nó không có hại. Vậy là vừa qua là chú Tư cho người ta biết cái biện pháp cũng như là cách ngừa và chống cái khí độc đó bằng cách là ăn chay. Ăn chay mới chống được khí độc, chay lạc ngăn ngừa luồng khí độc ở trong giảng của các cái gì mà bên Bủ Sơn Kỳ Hương nó có nói rõ vấn đề chay lạc ngăn ngừa luồng khí độc đó. Tại vì ăn chay con đã ăn được cái màu xanh của cái chất diệp lục tố trong cái lá cây này. Cái diệp lục tố là cái lớp mà chất mà nó vô trong, nó tạo cái enzym ở bên trong, nó tạo nên cái luồng mà để mà giải chất độc. Tất cả mọi cái chất độc mà xâm nhập vô qua đường mũi, qua đường ăn uống, nó đều giải được hết. Cái đó là nói về cái thân thể khoa học của chúng ta, chúng ta nghiên cứu được. Đúng vậy. Chúng ta hiểu biết được, còn cái việc mà ở trong tâm linh thì mình phải niệm Phật. Trong tâm linh là phải niệm Phật, phải ăn chay là cái điều tốt nhất, ăn chay. Ăn chay là ăn cái loại rau cải hành hẹ, nó có những cái chất mà sinh tố ở trong cái lá cây đó, rau cải đó, nó tốt hơn. Mà mình phải tự trồng nó là tốt hơn cái đi mua. Còn đi mua mình nó bị hết 30-40% mà cái loại phân hữu cơ, vô cơ nó đã đệm trong đó rồi. Cái phân hóa học á, trong hóa học gọi là phân vô cơ. Vậy là mới bữa nay mới biết được đó là tại vì mình con mấy con cũng ăn chay trường không mà toàn là lâu lâu thì cũng mua đồ hộp ăn. Trời ơi, đừng có ăn đồ hộp nhiều quá. Mình ăn đậu hũ của mình thôi, mình đậu hũ mình mà cháu luộc lại ăn, luộc cho nó sôi, nước sôi lên đó. Rồi cháu gấp ra coi ăn chấm muối tiêu ăn rất là ngon, rất là bổ ngon, dưỡng. Ngon đúng rồi, ăn chay trường ăn vẫn ngon. Thì chú Tư ơi, con có nghe nói là cái gông biển đó. Gông biển nó rất là tốt cho câu hỏi này rất là hay rất là hay. Bởi vì cái rong biển là một cái loại tảo, nó là tảo. Tảo tức là rong. Nó mọc ở dưới biển mà cái nước biển đó, nó có cái chất mặn mòi của cái nguồn nước biển cả đó. Nó rửa hết tất cả những cái chất độc. Cái nước mặn nó rửa độc nha. Nó ngộ vậy đó. Cho nên chúng ta sau này trên này thế gian của mình mà giữa rau rửa cải là hãy bỏ chút xíu muối vô trong nước á. Quậy nước lên rồi cái mới bỏ cái nấm vô mình rửa để cho nó sạch sẽ, chắc muối đó là tẩy độc. Chắc muối ít ít thôi. Thì chú nói với bà con là cái tảo này nó có tác dụng để cái nó, tạo của rong biển nó gồm có thể nói là 70-80 chất mà sinh tố để mà nó làm cho bồi dưỡng cơ thể con người, trên 80 sinh tố. Còn cái cây hồi đó tôi có nhắc qua cho mấy anh em cô bác ông bà mà cái cây trồng ngay đó nó chỉ có 40 sinh tố thôi. Còn cái rong tảo biển nó tới 80 loại sinh tố nó nằm trong đó. Vậy là ăn cái này do vừa được dinh dưỡng cho cơ thể mà vừa được được ngăn tốt ngừa, tốt đẹp được ngăn ngừa được khí độc sau này nữa. Khí độc của rong biển nó giải rất là hay. Rong biển. Tất cả phi hành gia trên thế giới họ sử dụng cái rong biển không à. Họ chế tạo cái viên thuốc để mà cho phi hành gia họ sử dụng cả trăm ngày ở trên núi đó, ở trên phi thuyền đó. Đây là một cái vấn đề vô cùng mới mẻ mà tôi mới tiết lộ cho quý bà con cô bác anh em trong cái clip hôm nay. Để ngăn ngừa cái khí độc đó thì chúng ta phải sử dụng chai lạc mà phải sử dụng bằng cái rong biển. Rong biển là gì? Rong biển mình ăn nguyên cái cuốn không có được, nấu không được thì mình xay nhuyễn ra, mình có cái máy xay bây giờ đó.
mình xay chân. À, xay sinh tố để. Ngon lắm, bữa qua hôm kia con ăn là ngon. Ờ, rất là ngon, ăn vô chế biến nó rất là ngon. Thơm, thơm bưng vậy đó. Thơm lắm. Nhất là mấy cái bánh đồng biển mà nhỏ nhỏ mà ở ngoài người ta chợ người ta bán miếng 10 ngàn, mười mấy ngàn vậy đó. Ờ, cái đó nấu nấu canh, nấu súp ăn rất tốt, nấu súp chay, nấu cái đồ hũ trắng á. Rất là tốt. À. Còn ăn một chén đó bằng con ăn 4-5 chén cơm với với rau cải. Ừ, rất là tốt. Nó vừa giải độc được con cơ thể mà nó vừa tạo cái nguồn sinh tố năng lực cho cái cơ thể mình chống chọi lại cái bệnh tật. Nhất là mấy cái bệnh cảm cúm hay là mấy cái bệnh Covid là rất là nó rất là sợ cái người có. Ờ, nó dị luôn Covid luôn. Tại vì cái cơ thể nó mạnh mẽ rồi nó không có con Covid nào dám được. Cái chất đề kháng, cái đề kháng trong cơ thể nó mạnh rồi là không có con Covid nào vô. Vậy thì thôi cũng cảm ơn chú Tư cũng kết đề thì chú Tư cũng nhắc lại giùm cho con cái thì kết luận cho cái bài hôm nay thì tôi khuyên quý bà con cô bác với anh chị ráng sử dụng cái chai lạc là cái nguồn sinh tố chánh, cái nguồn mà thực phẩm chánh để cho chúng ta sử dụng hàng ngày nuôi dưỡng cơ thể này. Nếu như chúng ta có ăn mặn thì chúng ta chuyển đổi bớt cái phần thịt cá 50%, chuyển qua cái rau cải hành hạ củ nén vậy đó, mình ăn cái món rau nào mà thích người với mình đó, mình trộn vô 50 nữa để mà mình tạo một cái nguồn sinh khí giữa cái độc vô cơ và cái độc hữu cơ đó ha. Dạ, dạ, nam mô Phật. Xin mến chào chú. Dạ, nam mô Phật. Mô Phật.